Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Xuân Phúc đang ở trên cầu Vòng ở Hạ Long. Đây. Ra đây, nhìn lên. Đây là hai bạn này đang câu cá này. Wow. Hai bạn đã câu được con nào chưa? Wow. Chị ơi. Tiếng tàu đây, ra đây nặng lên. Yeah. Một đại ơi. Chóng mặt quá. Pincom Plaza. Đây này tôm ơi, tàu này.